Thưa quý vị, có một thông tin vô cùng quan trọng mà chúng tôi xin phép được công bố với quý vị trong đêm hôm nay. Đó là sau một thời gian lắng nghe ý kiến của khán giả cũng như là xin ý kiến của cơ quan ban ngành, ban tổ chức Miss Universe Việt Nam 2024 quyết định sẽ chỉ có một hoa hậu và hai á hậu. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ thấy là cuộc đua đến với ngôi vị vương miện sẽ vô cùng căng thẳng. Chắc chắn là đúng không Hoa? Vâng. Sứ mệnh cao đẹp mà tổ chức Miss Universe Việt Nam mong muốn thực hiện. Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiếc vương miện của chúng ta, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhà thiết kế Hoàng Xuân Thuyên, người đã tạo ra chiếc vương miện xuất sắc nhất dành cho tân hoa hậu. Xin kính mời quý vị khán giả cùng hướng mắt lên màn hình để lắng nghe những chia sẻ đến từ nhà thiết kế. Cùng với Miss Universe Việt Nam 2024. Xin được cảm ơn ông Trương Minh Tiến, giám đốc chi nhánh 10, đại diện nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Vietinbank, trưởng ban giám khảo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến, nhà sản xuất Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, á hậu 1 Miss Universe 2023 Antonia Foster. Và xin mời các vị giám khảo chúng ta cùng lên sân khấu chụp hình với các thí sinh. Thưa quý vị, hành trình tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện nghìn đô, sứ mệnh triệu đô đang dần đi đến chặng cuối cùng. Chúng tôi mong quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2024 vào ngày 14 tháng 9 sắp tới đây. Và đừng quên, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong hoạt động vô cùng ý nghĩa, đó là chung tay đóng góp cho những hoạt động.
nhiều. Đại biểu xin được cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng các bạn. Đừng giá trị cuộc sống.